là không có được đẹp như bây giờ đâu. Lúc rồi nó có ghen. Con nhỏ đó nó ăn hiếp chồng em dễ sợ lắm, em ghê gớm lắm. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai chào em. Dạ, hai vợ chồng giống nhau một điểm là gì? Cười rất tươi. Rất là tươi ha. Tươi quá. Cô dâu chú rể tươi quá. Hôm giờ dạ, mời cô dâu giới thiệu về mình trước. Em tên là Lan Nhi, công việc chính hiện nay của em là MC. Và bên cạnh đó thì em phụ với chồng em kinh doanh hải sản tại nhà. Rồi mời em giới thiệu về mình. Em tên là Hoàng Minh, em 27 tuổi và hiện tại công việc chính của em là kinh doanh hải sản tại nhà. Kinh doanh hải sản tại nhà là em nhập hải sản từ các dạ, tỉnh lên. Quê em ở Vũng Tàu. Vũng em Tàu. Lấy hải sản từ Vũng Tàu lên. Dạ. Rồi. Hai em là gặp nhau là trong cái trường hợp nào? Dạ thì vợ chồng em quen nhau cách đây 5 năm trong một chương trình làm từ thiện. Dạ gặp nhau một lần duy nhất là vớt nhau về luôn á. Vớt nhau về luôn mà ai vớt ai? Dạ em vớt. Ấn tượng sao mà em lại vớt con người này? Thật ra là đầu tiên là em không hề biết đến sự tồn tại của anh này luôn. Sau cái ngày đi tham gia đó, tự nhiên có một người gọi điện thoại cho em. Em cũng không biết, ủa có gặp anh này hả? Tại vì thật sự ấn tượng đầu tiên của em với anh này là một người vừa quê. Nói chung là không có được đẹp như bây giờ đâu, nhờ vô tay em mới được đẹp vậy đó. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp vợ em thì em không có ấn tượng gì vợ em cả. Thì sang ngày hôm sau cái lúc mà đi diễn kịch rồi đó, thì em để ý với vợ em là thấy nhanh nhẹn, hòa đồng với lại rất là vui. Thì em để ý lúc đó thì sang ngày hôm sau em chủ động em xin số điện thoại của bạn em trong nhóm. Rồi em liên lạc với vợ của em, rồi em chủ động em cưa cẩm. Chủ động cưa cẩm đúng không? Dạ. Bình thường mà người ta mà cua em á là em biết được liền luôn. Riêng anh này á, anh hiền quá nên thành ra hai tuần lễ trời mà anh không thèm nói với em một tiếng nào hết trơn hết á. Em tức quá em mới nói vậy nè. Ủa, mình có thích gì không? Sợ quá, run quá kêu. Có. Từ ngày mai mà mình không có nói với Nhi là mình thích gì thì mình đừng bao giờ mình gặp Nhi nữa. Dạ. Rồi lúc đó mình sao? Thì sang ngày hôm sau cái câu đầu tiên mà em nói với em á là Nhi có đồng muốn làm bạn gái của mình không? Và từ đó chính thức bắt đầu yêu nhau. Dạ. Anh thấy có một cô bạn rất là duyên dáng và nhanh nhẹn như thế này. Dạ. Anh nghĩ chắc là trong thời gian yêu nhau em sẽ gặp rất nhiều những câu chuyện vui từ cô bạn gái này đúng không? Chuyện vui cũng có mà em thấy là chuyện cãi nhau thì nhiều. Cãi nhau về vấn đề gì lúc yêu nhau? Nói chung là chuyện tào lao trên trời dưới đất, đi ra ngoài đường người ta chạy nhanh, rồi chồng em chạy chậm em cũng cãi. Nhưng mà vấn đề ghen tuông hả? Hai vợ chồng thì không ai ghen đâu. Không bao giờ ghen luôn hả? Em không công nhận là em ghen đâu anh. Đâu. Không có bà nào mà công nhận bởi ghen. Có không? Bà dạ, đúng ghen không? Dạ có. Để lúc rồi lúc có ghen. Ghen dạ. Sao? Mà trong thời gian quen nhau á thì vợ chồng em có làm trong một công ty sự kiện. Thì lúc đó vợ em là MC, còn có thêm BG và ca sĩ nữa, thì lúc đó em làm quản lý. Cái tính của em thì đi đâu cũng hòa đồng, rất là vui vẻ với người với mọi người. Cái cô bé ca sĩ đó thì thấy em như vậy thì em hiền nữa. Thì bắt đầu bắt chuyện với em, chia sẻ cái cuộc sống của cái ca sĩ đó. Chuyện gì mà đưa đi đâu nhau mà người ta đồn lại với em quá trời luôn chị. Đưa đi đâu? Em không biết đưa đi đưa đâu. Đi đâu? Không, tại vì lúc đó là cái nhóm của tụi em làm ở dưới tỉnh. Thì lúc mà đi làm á thì em có qua em rước ba ca sĩ đi làm chung. Mà thì quá trời người luôn thôi. Mà không rước ai rước, mỗi đúng mình bé ca sĩ. Tại cô đó hoàn cảnh đáng thương hay sao? Em chỉ nghe nói là con nhỏ đó nó ăn hiếp chồng em, suốt ngày cứ bắt chồng em chở đi hoài à. Nên em tức quá, em phải ra mặt chứ. Em ra em nói chuyện với nó, em kêu nè, chị nghe nói là em làm như vậy là không có được nha. Đó, em nói như vậy luôn. Chị muốn ghen đâu đó, nhưng mà em không được như vậy với chồng. Em kêu là em không có được bắt anh Minh làm như vậy, làm như vậy nha. Anh Minh là quản lý của em đó, em phải tôn trọng anh Minh. Em nạt nó như vậy thôi. Mà lúc đó đang có mặt mọi người đó, con bé nó về nó đồn lên là em là ghen, em dễ sợ lắm, em ghê gớm lắm. Xong rồi cái em lại tức quá thêm một lần nữa, em lại nói chuyện tiếp. Thì lần này có chồng em nói chuyện luôn, có ba mặt một lời luôn. Lúc đó sao mình? Thì em chỉ biết ngồi với em im, nghe vợ em mà nói qua đó hai rồi thôi. Thì sau cuộc nói chuyện hôm đó thì em chủ động em nói với cô bé đó nè, dẫn đến hiểu lầm như vậy thì thôi anh với em đừng nói chuyện nữa, đừng liên lạc nữa, để tránh cái hiểu lầm về sau. Đó, chứ thực ra thì em với cô bé đó chẳng có vấn đề gì cả. Dạ, nhưng mà xong rồi về sau này thì cô bé nó lại đi nói xấu em tiếp. Dạ, nên về sau này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc, cuộc sống của mình rất là nhiều. Nhưng mà ảnh hưởng có nặng nề lắm không? Dạ, cũng khá nặng nề, tại vì em hiền với chị. Mà tự nhiên bị người ta nói vậy nên em cũng buồn. Tức là nặng nề trong cái làm ảnh hưởng tới cái công việc về đến kinh tế của mình hay là đến cái quan hệ vợ chồng? Đến cả hai luôn vậy. Cái chính là bây giờ là em đã giải tỏa hết được cái vấn đề đó chưa? Nhưng bây giờ cổ còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em chưa? Rồi. Vẫn còn. Tại vì em lâu lâu em lại vẫn nghe một hai người gì đó nói. Chị nghĩ là như này, sau cái hôm nay á, thì em quên cái việc đó thì tại vì nó đã đi vào quá khứ quá lâu rồi. Bỏ đi,
lo làm ăn, lo bán hải sản, lo làm MC. Đúng, dạ. Đúng dạ. không? Nơi đâu mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Còn nếu mà vô tình cái bạn ca sĩ A đó mà bạn có xem cái chương trình này và khi bạn thấy được cái tâm sự của hai vợ chồng thì theo chị ấy, thì bạn cũng quên luôn cái sự việc đó luôn đi, giống như cái bạn vợ này này, tập hai người quên hẳn tất cả những cái điều mà đã từng xảy ra đi để mỗi người phải lo công việc của mình. Bạn thì cũng phải lo dưỡng giọng để ca hát. Thôi, bây giờ nè, công việc của em bây giờ là vẫn tiếp tục với là cái công việc là MC của chương trình. Dạ, em vẫn có làm một số chương trình nữa nhưng mà em cũng hạn chế hơn hồi lúc trước. Dạ. Ở nhà làm kinh doanh là chính, đúng không? Dạ, nói chung là em 50-50 anh. Mà trong cái cách kinh doanh hai vợ chồng có đồng nhất không hay là cũng lại gây lộn? Thì em muốn là hai vợ chồng cùng làm để nó ổn định một cái việc đã, rồi MC thì em vẫn cứ làm nhưng mà em đừng có đam mê nhiều lâu quá để sau lắng cái công việc của hiện tại đi. Thì ý của em như vậy thì có cái vấn đề thôi mà vợ chồng cứ cãi nhau qua cãi lại hoài. Không phải đâu chị, nói là em vẫn cứ đi làm đi nhưng mà nói vậy nè thì đi 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 luôn đi đừng về nữa đó. Dạ, nếu vợ em đi luôn đi thì lúc em sao thì cơm bỏ luôn hải sản đi kiếm giờ không bỏ cái con áo nữa mua luôn hả? Đó, mỗi lần làm xong về là cứ ủa sao giờ sớm vậy, sớm đi luôn. Rồi đi nói kiểu đó sống ốc lắm rồi nè. Dạ, mỗi lần nói vậy là gặp em tính nóng nữa. Thế là cái em cứ lại em gây bắt nhau. Đầu em gây lên. Dạ. Mà rồi vì cuối cùng thì dần sao cái ai chịu ai cho tới giờ phút này hết. Nghĩa là em không hài lòng về cách nói đó của ảnh nên là cố làm cho lợi gan, đúng không? Dạ đúng rồi, với là mỗi lần mà thách em gì á là em làm liền luôn. Chết, căng thẳng hơn à. Dạ, có nghĩa là bây giờ cái tần suất mà cãi nhau theo kiểu như vậy á thì là nó là bao nhiêu trên bao nhiêu? Dạ, một tuần là cãi nhau hết 6 ngày chị. 6 trên 7 luôn. Dạ, dạ, mà chị biết sao không? Ngày xưa hai tụi em lúc mà còn quen nhau á, tụi em cũng cãi nhau nhiều lắm nên tụi em nghĩ là thôi chắc lấy nhau về đi để bớt cãi, cái gì hai chồng đóng cửa nhau rù rì. Mà giờ lấy về là có cơ hội gặp nhau hoài nên cãi càng nhiều hơn nữa chị. Ôi trời. Trời, rồi có em bé chưa? Dạ chưa chị. Chưa à, còn nhiều thời gian trống để cãi lộn. Có em bé rồi. Có em bé cái là nghĩ khỏi có thời gian gây lộn luôn. Gây về chuyện em khác. Em không nghĩ vậy. Em, chị thấy vậy nè. Nếu mà làm chung thì phải có một người định hướng. Và người kia chỉ là làm theo những đó. Cái gì mà anh ấy nói. Hoặc dạ. Chị ấy nói dạ. Thế thôi. Đó, chị thì chị cái kinh nghiệm thế. Còn chồng một sự nghiệp, vợ một sự nghiệp. Mỗi người cùng làm để cùng góp vô cái gia đình nhỏ. Thì cái đó lại rất là hay. Thì tụi em thử suy nghĩ cái việc đó thôi, chứ chị cái này chị không khuyên được. Em cứ thử suy nghĩ coi, cái đó là một cái giả định đặt ra thôi. Rồi bây giờ tiếp theo nè. Giờ đến giờ dịch mặt nè. Giờ trong 6 tháng ở quen với nhau thì em thấy vợ em có những cái tính xấu gì không? Cái tính nóng thì càng ngày càng gia tăng. Và cái bốc độc thì nó cũng tăng theo nữa. Với này có cái tính tật xấu là cứ mỗi lần mà giận nhau câu trước câu sau là cầm đồ ném rồi. Trời, không ném là chúng em không? Sao chúng em bị em ném à? Ném qua ném qua bên chúng em. Khôn lắm anh. Em ném ở nhà hàng xóm không à anh? Trời ơi, có nào trúng ông hàng xóm không? Dạ không, nhà em còn riết rồi. Thành nói câu mỗi lần mà tụi nó mà gây lộn với nhau á, đi theo lượm đồ. Tại vì có lần có sợi dây chuyền chồng em tặng cho em á, hưởng thọ được có 3 ngày hà. Trời ơi, mất tiêu luôn hả? Dạ, em ném xong cái hồi nó hai vợ chồng mà quề nó khóc lóc ôm nhau cái lực đực đi kiếm mất tiêu sợi dây chuyền. Trời dễ gì còn. Hưởng thọ 3 tuổi. 3 ngày. Tìm địa chỉ. Để đi kiếm đi canh me tới hôi của. Chút nhắn anh địa chỉ anh dời nhà qua ở canh me hôi của. Thấy không? Rồi vợ em nóng tính lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà trước đám đông mà vợ em nóng? Dạ có. Đi xe ngoài đường á, cái tính của em là cẩn thận, chạy xe từ từ. Vợ em ngồi sau thì rất là nóng tính, kêu sao anh chạy chậm quá vậy, chạy nhanh nhanh lên vượt con người ta kìa. Em kêu em chạy từ từ thôi, việc gì mà phải nhanh như vậy, phải gấp như vậy. Lắm chị, đến lúc mà em kêu vậy á, cái lại cố gắng chạy nhanh. Thì lúc chạy nhanh thấy ghê lắm, thì chạy lạng lách tùm lum chứng tỏ vậy em thấy. Tại vì đó là tức lên rồi. Ừ, rồi sao? Bình thường chạy bình thường thì không muốn, còn muốn cứ chọc tức lên thì phải chạy cho thật nhanh. Nó ẩu. Rồi, sao đừng tiếp tục luôn. Thì hai đứa cãi nhau. Bụp ai? Bụp trong em luôn. Bụp trong. Bụp gì? Bụp. Em ngồi sau quánh. Quánh vô lưng hả? Dạ. Có dùng hung khí không? Dạ không có hung khí. Có lần nào dùng hung khí không? Dạ không, dạ không. Có khi nào bực quá đánh người đi đường luôn không? Có. Ủa có không? Đánh người đi đường đâu kể nghe. Ủa bà đánh làm sao? Dạ tại vì người ta cãi em nên em tức em cầm nón bảo hiểm em phanh. Rồi lúc ấy chồng sao? Không, bữa đó không có chồng chị. Trời gan bữa vậy, em gan đi quá một vậy. Mình em tại vì người ta đi đường sai mà em tức ở chỗ là quá trời người chung quanh luôn, không có chửi ai hết trơn á, thấy có mình em con gái nên chửi em tức hả? Em đừng có nghĩ là tôi là con gái tôi không dám nha. Thế là ổng đang ngồi trong xe hơi, ổng đang lò đầu ra chửi mà ấy đi đứng kiểu gì kỳ vậy. Em vớ cái nón bảo hiểm bợp luôn. Trời ơi. Dạ em bợp luôn xong rồi cái ổng lực đật ổng mở cửa xe ra ổng chửi em nhưng mà cái người ta kêu thôi đi ơi, sai còn là còn mắc nạt của người ta nữa, đi đi lẹ đi. Đó. Ở quê.
là ông quê rồi ông bỏ đi, nhưng mà em mới quýnh trước đây em tính sau. Nóng tới cỡ đó luôn á. Dạ. Cái tánh đó của vợ em lo. À, đó, dạ, lo chứ, nguy hiểm lắm á. Dạ. Em lo nhiều lắm chứ. Nguy hiểm lắm. Em chỉ lo là nếu mà cái tính mà cứ duy trì như vậy á thì sau này mới ra ngoài đường mà gặp cái chuyện mà có thằng nó dữ chứ thật sự mà nó khung khí nữa. Nó nhào tới lắm, nó sợ nó xiên một phát là mà thôi rồi. Nhớ nghe, dìm lại, dìm lại. Rồi, tiếp còn gì nữa không? Em thì em chỉ muốn là chồng em quan tâm em nhiều hơn. Thì đừng có mê chơi nữa, với lại ủng hộ em trong cái việc em làm MC để cho cái đam mê của em dạ đúng rồi để cho em có thể em yên tâm em tiếp tục em làm. Rồi chồng sao? Chồng dạ thì muốn em muốn vợ là biết kiềm chế cái tính mình lại, bớt bốc đồng đi và bỏ cái tật hay ném đồ đi. Bây giờ dạ, này chị nè, kết cho thiệt nhanh hai vợ chồng này nè, chỉ có hai cái đúng hai người là đều mong muốn là hoàn toàn chính xác luôn. Chồng nên ủng hộ cái đam mê của vợ. Còn em bớt nóng lại, kiềm chế lại, nhớ những chứ gì không, anh nguy hiểm, nói nguy hiểm cho bản thân mình thôi. Bây giờ nè, bây giờ nhìn ông xã có hứa không, em bớt nóng tính thì chồng em sẽ đồng ý cho em làm đi dẫn tiếp tục cái công việc, cái đam mê của em đó. Hứa đi, nắm đi. Chồng hứa cái coi. Bình thường tự tin lắm nên run quá chị. Không, nhìn chồng mình là tự tin nè. Đối với chồng là tự nhiên riêng có hai đứa là run không sao á. Rồi nói đi nè, nhìn chồng mình anh nói trước đi. Em nói chứ anh mới nói được. Trời ơi, nói em nói đi rồi ngồi cái lộn nữa này nha. Thì nếu như anh ủng hộ em thì em cũng sẽ cố gắng hiền một chút, bớt nóng tính. Thôi, hiền dạ, hai chút đi. Một chút. Dạ, hiền ba chút luôn. À. Dạ. Thay vì chương trình ở đây thì anh cũng đồng ý cho em làm. Rồi, chúc mừng em.